Bạn có ước mơ về một cuộc sống tự do tài chính. Bạn muốn thoát khỏi vòng xoay của nợ nần và có đủ tiền để theo đuổi đam mê. Bạn muốn du lịch vòng quanh thế giới, mua những món đồ mình yêu thích và giúp đỡ những người thân yêu. Tất cả những điều đó đều có thể đạt được, nhưng nó đòi hỏi sự nỗ lực, sự kiên nhẫn và kiến thức về quản lý tài chính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những bài học tài chính cá nhân từ những người đã đạt được đỉnh cao thành công, các tỷ phú nổi tiếng họ đã làm gì để đạt được khối tài sản khổng lồ và chúng ta có thể học hỏi gì từ họ để áp dụng vào cuộc sống của mình trong thế giới tài chính khi nhắc đến những tỷ phú như warren buffett bill gates hay jeff bezos chúng ta không chỉ thấy sự thành công vượt bậc của họ mà còn nhận ra rằng họ sở hữu một tư duy tài chính đặc biệt tư duy đó chính là yếu tố quyết định thành công và sự bền vững về tài chính của họ từ việc đầu tư dài hạn xây dựng tài sản, tránh nợ nần, đến việc học hỏi không ngừng, mỗi tỷ phú đều có những bài học giá trị mà chúng ta có thể áp dụng. Một, Tư duy về tiền bạc Một trong những bài học lớn từ Warren Buffett là hãy coi tiền bạc như một công cụ để tạo ra cơ hội, thay vì chỉ đơn thuần là để chi tiêu. Ông từng nói, nếu bạn không tìm ra cách kiếm tiền khi ngủ, bạn sẽ phải làm việc đến cuối đời. Tư duy này khuyến khích chúng ta đặt mục tiêu tài chính dài hạn tiết kiệm và đầu tư, từ đó tạo nên sự ổn định tài chính và phát triển bản thân. Tiền bạc không chỉ là phương tiện sống mà còn là hạt giống có thể sinh sôi nếu được đầu tư đúng cách. 2. Tính kiên nhẫn và đầu tư dài hạn. Các tỷ phú như Warren Buffett nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn. Ông tin rằng đầu tư không phải là trò chơi ngắn hạn mà là một quá trình cần sự kiên nhẫn và tính toán kỹ lưỡng. Đầu tư dài hạn không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn mang lại lợi nhuận nhờ vào lãi suất kép, khi lợi nhuận được tính trên lợi nhuận đã có từ trước, khiến số tiền đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ theo thời gian. Vì vậy, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư và kiên nhẫn chờ đợi để đạt được lợi nhuận dài hạn. 3. Hiểu rõ sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách nổi tiếng cha giàu, cha nghèo đã truyền đạt một bài học sâu sắc về tài sản và tiêu sản. Theo ông, tài sản là những thứ có khả năng kiếm ra tiền, trong khi tiêu sản thì tiêu tốn tiền của bạn. Để có được tự do tài chính, chúng ta nên đầu tư vào tài sản như cổ phiếu, bất động sản hoặc các nguồn thu nhập thụ động, thay vì các tiêu sản mất giá theo thời gian như xe hơi xa xỉ hoặc đồ dùng đắt tiền. Trước mỗi lần mua sắm, hãy cân nhắc liệu món đồ đó là tài sản hay tiêu sản và chỉ đầu tư vào những gì có thể sinh lời trong tương lai. 4. Đừng để mắc nợ Mark Cuban, tỷ phú nổi tiếng, từng khuyên rằng nên tránh xa các khoản nợ tín dụng và không nên vay mượn nếu không thật sự cần thiết. Nợ nần không cần thiết, đặc biệt là các khoản vay tiêu dùng với lãi suất cao, có thể gây ra sự bất ổn về tài chính. Hãy chỉ vay khi có kế hoạch rõ ràng để trả nợ và chắc chắn rằng khoản vay sẽ giúp tạo ra thu nhập hoặc nâng cao giá trị tài sản của bạn. Việc tránh xa nợ nần sẽ giúp chúng ta giữ vững tài chính và an tâm hơn trong cuộc sống. 5. Luôn sẵn sàng học hỏi Một điểm chung khác của các tỷ phú là tinh thần học hỏi không ngừng. Bill Gates, Elon Musk và nhiều người thành công khác dành thời gian đọc sách, học hỏi từ những chuyên gia và không ngừng cập nhật kiến thức. Kiến thức chính là sức mạnh và là yếu tố thiết yếu để bảo vệ, phát triển tài sản. Đầu tư vào kiến thức cũng là một dạng đầu tư vào tài sản giá trị. Vì thế hãy duy trì thói quen học hỏi và đầu tư vào bản thân. Những tấm gương tiêu biểu. Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại. Warren Buffett, được mệnh danh là nhà tiên tri xứ Omaha, là tấm gương sáng về sự kiên nhẫn và đầu tư giá trị. Ông đã biến khoản đầu tư 100 đô la vào năm 1950 thành hơn 100 tỷ đô la ngày nay. Không phải nhờ vào mua bán nhanh chóng, mà nhờ vào việc chọn những công ty tốt, mua vào khi giá rẻ và giữ lâu dài. Bài học từ Buffett là hãy chọn những gì mình hiểu rõ và kiên nhẫn chờ đợi, vì lợi nhuận dài hạn sẽ đến nếu chúng ta đầu tư cẩn trọng. Bill Gates từ lập trình viên đến tỷ phú Bill Gates đã chứng minh câu nói, kiến thức là sức mạnh khi từ một lập trình viên trở thành nhà sáng lập Microsoft, công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Gates khuyến khích chúng ta không ngừng học hỏi, đổi mới và sáng tạo. Thế giới thay đổi không ngừng và để phát triển, chúng ta cần thích nghi và tìm kiếm những cơ hội trong lĩnh vực mình hiểu biết. Mark Zuckerberg, từ khởi nghiệp đến thành công toàn cầu. Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, là minh chứng cho việc dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận thử thách. Từ một sinh viên đại học, ông đã tạo ra mạng xã hội kết nối hàng tỷ người. Zuckerberg cho thấy rằng, để thành công, không ai có thể làm một mình. Cần tìm kiếm đội ngũ đồng hành, những người có chung mục tiêu và cùng nhau nỗ lực để phát triển. Jack Ma, từ giáo viên đến doanh nhân hàng đầu. Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, đã xây dựng một đế chế kinh doanh toàn cầu từ những khó khăn và thử thách ông dạy rằng thành công chỉ đến với những ai luôn tin tưởng vào bản thân sẵn sàng đón nhận thất bại và không ngừng tạo ra giá trị cho khách hàng cũng như cộng đồng elon musk nhà khoa học và doanh nhân đổi mới elon musk là hiện thân của sự đam mê và dũng cảm khi theo đuổi những mục tiêu lớn musk không ngại đặt ra những mục tiêu phi thường và làm việc không ngừng nghỉ để hiện thực hóa chúng ông khuyến khích chúng ta tập trung vào những vấn đề quan trọng của nhân loại và học hỏi để không ngừng phát triển bản thân hy vọng rằng qua video này các bạn đã học được những bài học quý giá từ các tỷ phú nổi tiếng hãy nhớ rằng thành công tài chính không đến ngay lập tức mà đòi hỏi sự kiên nhẫn kỷ luật và học hỏi không ngừng nếu thấy video hữu ích hãy nhấn nút like và chia sẻ để nhiều người cùng biết đến đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo cảm ơn các bạn đã xem